Tại sao tại nhóm cứ chìm những cái đại lý sai chọn món ăn gì và hai bậc cai giấy ăn gì bậc cai tê là ngày nó cứ ập tay tại cao vẫn cứ bật lên mình chẳng có to phải dựa mang cho hạt ca máu to phải dựa mang sạch xa máu cứ không có được bao nhiêu cho bạn hiểu chặt tôm chữ mùn cai gì dây bao nhiêu có hiểu chặt số phận mai bóng phổ này ở thế có đôi chi test này cái chân đẹp tay trái tam đan phệ được bỏ vị trí stand CEO chả ngày đi phòng đá cứ dương nâng một chút chỉ mùi nồng bóng sấy để còn cứ chia thì sân ở vị trí stand CEO có đôi chi bước vào lớp bóng đá cá nghĩa được nông thả ban pha sớm phòng này chả ngày đi phòng đá cứ nhôm nâng sống phía pin chân nằm bà rong có đôi chi ca đi chân đan để cá nghĩa được bỏ bóng sấy được khnhiệt được chứ đặc biệt ở đơn hàng quận miền ca đi chân đan đã cầm được nát có đôi chi ở vậy để còn ban pha có đôi được nông thả ban pha sớm dương từ chưa chỉ mùi quạt để ở thế tiếp xúc bông chào chào bông ai nè nông khuôn thì cam test này cái chốn có được chia ở một lần này nông sạp màn đã bông đã càng nghiệp không phải phải chọn bón đi bàn nè ok chứ ở ai khan chỉ cách cho bông xong chủ xuôi ta càng bông bông ở khía mà đi hôm nay cứ nhôm nâng mà chạy lại bông bông ở khía tại tôi chỉ muốn nâng khía tôi chỉ muốn bằng nâng lại thôi cả chẳng nhôm xong nay nông khuôn tích nâng trong chỗ chẳng thân kiếm bé chỉ một cái chân khúc hai cái đôi bông xong để thiện bằng chỗ không có đồng hương phan sớm chạy khơi hạ bông có chia nhị sắt này chia sang gì ô đây là ở hay trong sụp bông hạ bông ở nhị sắt nam tìm mát chúng nó tìm mát hay bông chọc bông đá ca nghiêng được không sao bán phá số nít chắc bị nam tìm mát đây rồi ok mình chắc chúng tôi bắt được sọt năm to từ nhóm chọc hạ can nó chọc hạ can không tham thì tì hơi bọn chúng tôi sang bao xa bọn nhóm ấy cứ sang bao xa chúng nó thì bấy sang chỉ bảy mình chắc bắt sang thì dừng cái chuyện sang tới ai hai đứng chọc hạ ca bán hai chỉ chắc bị nam mày khơi thả ở bông bán cho hạt ca tăng tỷ trăm tỷ pi trả khơi ở pi trăm mấy chứng trong sự bông thả tao với chỉ phiệp đi chùm rán nước ở thông phiệp đi chùm rán được bỏ bóng nước thông cao bông đá sẽ bán căng nước thông sạp bán phá xử nè bông ok chứng chúng tôi khơi chùm rán với bà sân chỉ dưỡng phiệp thiết mơ qua chọc bóng tới cư phiệp thiết qua chọc bóng ở tay tại ca bảo lưỡng cư dưỡng miên phiệp đi chùm rán của cao sống co cho ra ấn bố ấy đến là ở hiện ban tầng chẳng bố ấy nhóm cứ chỉ nhận khai tỷ chẳng vừa để làm mà quên nó cứ xong vừa đặt công tới tháp ba cái lại nát cứ gọi đăng tháp ba cái lại này này một tay vừa dương châu huyền được chỉ thành để sao tại dương miên việc bẩm lạc lại chỉ vật để dương miên hiện công tới thì ông mặt đằng chẳng là ngày chẳng cứ dương mang đăng hiện cua xong tại tôn thường là công tới nè chẳng một tay vừa dương mang cho bẩm ra cái như tiếp cứ dương ai prapra công tới sầm ra cái phơi cái ngày bật trăng ngày bỏ hiện bàn hay chẳng ai thay ngâm lực do cô nhận bay bay thống là bay và chạy trong tất cả bao quanh ở hết ha nhóm nghiên cứu để chuẩn bị việc khác tại tôi chuẩn bị ở ca sắc xa bằng nhóm và đôi chỉ được hai dương sắc xa và đá dương hình và đà nâng ngày thứ hai khi tôi chuẩn bị là những khu vực để việc khác chân ở chuẩn bị mỗi khi tại tôi chuẩn bị nâng chuẩn bị trở nên chân đại ở hết ban đằng chân nếu tôi đã dương riêng cái dương diện mang tôi không thể thực sự đây gì mà ta nếu tôi đã dương cho ăn được quá to tới cứ ai thay dương và ca lên chuẩn bị đằng bằng hướng tất tiêu chuẩn bị bao dương ngọn hay tại tôi chuẩn bị nâng ca nghe được nhỉ nếu tôi đã dương cho một phần được mang ca nghe cứ nhung ai vô ban cho tại tôi cho một người bị tệ bị tệ bị thi là trong ca phơi ca nghe nó lại xây xây với đề sa tại hạ ban bảo nhân cư về đặt vào chúng cứ dùng vào chúng luôn chẳng cho cô ở hai xây xây thì đặt quạt đôi hai miên bàn hai vào trong ấy thì tệ bị thi quạt thở đa tam na tam nát cứ nhom ai vô cô sắm tại tôi cho một người ca nghe đặt quạt hay bỏ sân chỉ cần lấy mong mong hai nhom bến cứ nhom ai vô ban cho ra ấn là trong ca phơi ca nghe chỉ nhận theo phương sau này thích nè hay cho cô còn lại những hoa đá ở đôi tay đặt chuột bàn hai chẳng cứ bây giờ chỉ nhận đăng mua cho vật hai sản phẩm dương này tôi được chụp ảnh hai dương đỏ tôi được thời được xây bị tệ bị thế nhưng được xây tôi đã dương thời miền bốn ba tháng mấy thì dương thôi bốn ba tháng mấy nè đào dương miền ca chưa xong cho nên tới xa tại nhóm cứ chiều muốn là để lấy sai chọn món ăn gì bán hai bậc ca giấy ăn gì bậc ca tệ là ngày nó cứ ở tay tại cao nó cứ bật nè chẳng có to bị dương mang cho hạt ca máu to bị dương mang sạch xa máu cứ không có được bao nhiêu cho bạn đang hiểu chắc tôm chừng mồn ca gì dây bao nhiêu con hiểu chắc cân chừng mồn sau bây tại ca gì cứ dương ai chất muốn cất môn được mang càng gì mọi người đều muốn cứ lét 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 từ mỗi ngày ngày trước cứ được anh hiện vô đang chờ chứng muốn hay dương có ban sắc xa và than tại tôi cho mọi người ở ca sắc xa hẳn sắp tài chị ấy được mang tập tụ bán tầng ca sắc xa tầng ca nghiệp bỏ dương hay dương ăn sắp hơi và than dương cho càng càng khi sắc hai là và than cứ vì em luôn yêu từ lời ca cất bỏ dương hay
សិល្បៈក្នុងការនិយាយផងដែរគឺយើងអ៊ីមព្រូវប៉ុន្តែវាក៏ជាចំណែកមួយដែលខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមដែរព្រោះអីខ្ញុំនៅគិតថាការនិយាយរបស់ខ្ញុំគឺវាអត់ទាន់សូវល្អដូចអីដែលខ្ញុំចង់បានទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែបន្ថែមទៀតសិក្សាបន្ថែមទៀតស្វែងរកបន្ថែមទៀតទៅលើការនិយាយស្ដីរបស់យើងឯងហើយចំណុចទី3តកតងជាមួយនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបើសិនជាយើងគិតទៅលើរឿងលុយកាក់ដែលយើងហូបបានពីការងារវាអត់សូវច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែវាអាចជារឿងមួយដែលអាចសម្រួលទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់យើងព្រោះដោយសារតែយើងនៅខេត្តអញ្ចឹងពេលដែលយើងឡើងមកវិញគឺក៏ប្រកាសជា support របស់យើងជាប្រចាំខែត្រូវទេនឹងថ្ងៃអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានការងារធ្វើទៅគឺយើងអាចជួយសម្រួលបន្ទុករបស់គាត់បានមកចំណាយដែរមកចំណាយតូចដែរដែលគាត់បាន support យើងព្រោះខែហ្នឹងហើយក៏យើងអាចស្គាល់គាត់តម្លៃលុយបានច្រើនជាងមុនដែរព្រោះពេលដែលយើងចាយលុយមកប៉ារបស់យើងគឺយើងវាថាវាស្រួលខ្លួនហ្នឹងហើយតែហ្នឹងហើយតែពេលដែលយើងចាប់ដើមចេះរកលុយខ្លួនឯងទៅយើងចាប់ដើមស្គាល់គាត់តម្លៃនៃលុយអញ្ចឹងព្រោះអីខ្ញុំលើកមុនខ្ញុំធ្លាប់ពេលដែលទិញសភុដល់ហ្នឹងគឺអត់ចេះគិតទេពេលថាទិញលុយដល់ក្បាលទៅអញ្ចឹងណាទិញដល់បីតុកទិញអត់អានទេតែពេលដែលយើងចាប់ដើមចេះធ្វើការខ្លួនឯងស្គាល់ពីគាត់តម្លៃលុយអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលសភុភើណាខ្លះត្រូវជួយគេអានខ្ចីភើណាដែលយើងគួរអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នបានបានយើងដេញគឺអត់ទិញទុកទេហ្នឹងហើយអូខេអាហ្នឹងគឺជាពីចំណងរបស់ខ្ញុំចំនួន3ហ្នឹងដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបឡើងវិញបន្តិចទី1តាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះជំនាញទី2តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកកំណត់និងទី3តាក់ទងជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុចា៎ចា៎ខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងស្រីដូចគ្នាគឺឃើញថាបងគឺមានភាពវិជ្ជមានច្រើនមែនតើក្នុងការចុះអនុវត្តការងារត្រឹមតែជិត2ឆ្នាំគឺច្រើនចំណុចមែនតើដូច្នេះវាក៏ជាចំណុចមួយដែលនិស្សិតនៅជាស្ថាន CEO តែងតែទទួលបាននៅក្នុងកំឡុងពេលដែលចុះអនុវត្តការងារហើយក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចបកកែក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍលឿនដូចបងដែរចាដូច្នេះចង់សួរបងបន្ថែមថាក្នុងកំឡុងពេលដែលបងអនុវត្តការងារបណ្ដាហើយរៀនបណ្ដាគឺយើងត្រូវការ spend pay turn មែនតើអញ្ចឹងចង់សួរបងថាតើបងមានផលបានអ្វីខ្លះក្នុងការអនុវត្តការងារផងហើយសិក្សាផងសួរគឺជាសំណួរមួយដែលចាក់មកដោយសារតែយើងធ្វើមួយតាមតែមានគុណប្រការហើយនឹងផលលំបាកត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះផលលំបាកគឺមានហើយពេលហ្នឹងអាចថាយើងអាចយើងហៅខ្លួនឯងថាវឹកអហូលិកហ្មងគឺយើងគក់មួយនឹងការងារហ្មងព្រោះគឺយើងឡើងធ្វើការសិក្សាហ្មងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាអីមួយដែលជាបញ្ហាបន្ទុករបស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតគឺពេលដែលការងាររបស់យើងវាអត់ផងហើយអញ្ចឹងគឺយើងនៅរៀនគិតទៅលើការងារច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលដល់ម៉ោងសិក្សាគឺយើងនឹងអត់សូវមានអារម្មណ៍ក្នុងការផ្ដោតក្នុងការសិក្សារបស់យើងទេហើយចំណុចទី3គឺពេលវាសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារតែខ្ញុំគឺអត់ដែរបានខលទៅកាន់អ្នកផ្ទះសោះមានតែគាត់ខលមកទៅថាគាត់បានលើកពាក្យចឹងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែរអាចថាវាគឺហានិភ័យដោយសារតែយើងដូចថាចែកបលែនទៅវារបស់ខ្ញុំគឺវាអត់ត្រូវណាវាអត់ត្រូវចឹងវាធ្វើឲ្យយើងវាបានតែមួយផ្នែកតែពីរផ្នែកទៀតគឺវាធ្លាក់ដោនខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចាការសិក្សាបណ្ដាធ្វើការបណ្ដាក៏មានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរអញ្ចឹងចង់សួរបងបន្ថែមតិចទៀតចង់សួរថាតើបងធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះដំណោះស្រាយគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ខុសពីបងៗផ្សេងៗទៀតដែលគាត់កំពុងតែប្រកបការងារបណ្ដាក៏ដូចជាសិក្សាបណ្ដាទេដំណោះស្រាយរបស់ខ្ញុំគឺការបែងចែកពេលវេលាអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់គិតពីខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្ញុំគិតនឹងគាត់ថាខ្ញុំក៏លើកទៅមើលមិត្តរួមគ្នាដែលគាត់ធ្វើការងារបានល្អហើយក៏សិក្សាបានល្អទៀតខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំមានពេល24ម៉ោងដូចគាត់ដែរហេតុអីបានជាគាត់រៀនបកាយហើយគាត់ធ្វើការងារល្អទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅលើមុខខ្លួនឯងវិញបើខ្ញុំមើលឃើញអូកាប់ទៅខ្ញុំហ៊ានលើកមកបន្តិចទៅលើការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបន្ថយវាមកវិញបន្ថយវាដើម្បីដាក់ឋានទៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែងចែកពេលវេលាពេលដែលយើងចាប់ពីមកការងារតុបបើសោះបន្តិចទៅអាចថែមទៅ5ទី10ទីធ្វើឲ្យអូខេយើងបើចាប់ពីមកតែបើសិនជាវានៅការងារច្រើនពេកគឺខ្ញុំបាត់គ្រប់ក្បាលខ្លួនឯងហ្មងគឺដល់ម៉ោងនេះគឺយើងត្រូវ focus នៅក្នុងការរៀនគឺអត់មានគិតទៅលើការងារបន្ថែមទៀតទេហើយមួយទៀតដោយសារតែអានអាចថាជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំមួយដែរគឺខ្ញុំចង់សិក្សាភាសាចិនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំបាន research ទៅលើអ្នកគ្រូដែលគាត់ខ្ញុំពេញចិត្តក្នុងការរៀនភាសាចិនមួយគាត់ណាប៉ុន្តែម៉ោងដែលគាត់ឲ្យមកនេះគឺចំម៉ោងដែលយើងធ្វើការហើយសួរគាត់ថាមានដូចថាចង់សប្តាហ៍អត់គឺគាត់ថាអត់មានទេមានតែម៉ោងទៅតែវាត្រូវមួយកម្រិតយើងហើយត្រូវមួយគ្រូយើងពេញចិត្តទៀតអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងអត់បង្កើតមកទេពេលហ្នឹងរៀងស្មុគស្មាញខ្លាំងព្រោះយើងចង់ដូចថាបកការចំណេះដឹងយើងព្រោះយើងអត់ដឹងថាយើងអត់មានម៉ោងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប
có tới xa không và thiên tuần thì ở bên ngâm sông thì mang đi thì chân và hai mươi chân hai bên có vô khổ chân anh cứ chỉ tầm nó xoay như ta xong gặp ở dưỡng tố ăn chân bởi sao thì dưỡng phơ ca như cho tham phê vì admin phê đạm bơi và can thì này đăng từ lời phía xa bởi dưỡng cứ dưỡng ai xa xong và can thực hiện bởi dưỡng to bán có ai đừng vô thì dưỡng chân có ai đừng dưỡng vô thông cao dưỡng hiểm mà nhận bà này tội lấy thì nhóm chỗ trên nó sẽ bận mềm mềm chỗ trên nó mềm mình thay nhóm ai bắt đầu thì xa chất mang lọ cho hay còn là vì ai bé thơ chỉ nhóm tìm muốn hay chỗ trên muốn tức kia dưỡng ai bóng quanh này để thay trầm lòng bởi dưỡng thông cao hiểm phía xa chân môi nâng bán á nâng nó cứ chỉ tầm mang xài bóng nó nâng hướng nhằng ok chà con bồn khuyên hà miên bảnh hát cô miên đồng nọc xài ngủ mà chà hai viên có chia ở trên nội lộ mùi đa đà ai đáp đam từ can bồn bồn từng ốc ni ở an vật tam ở vậy để bồn ban chụp một tiếng hai ở vậy để bồn ban đất xài to tam bị đồ chứng nhung có miên xùm đùa mua trong khỏi trong xưa tẹt to nâng ca rất chùm miên bọc bồn trong xưa tha bom miên cả tao vậy đi cô bom kịch mấy bạn bom ai rồi chừng nghỉ muối bạn trong tới rồi chia miên bây giờ tập hiệp chừng buộc bom ai ở đam nhau thì càng bom thì đập pi đấy ok chân ai thay chỉ ca ở đam nhau muối ta càng bom này được thay thật lòng thay đập pi được khai tạm muối nữa thế khai đập năm ngày chân ai ở đam ta càng bom ở thế đấy tại tôi chừng muối là càng hơi chừng nghỉ nữa bom ai phép tất cả các bộ phận các bộ thời của mẫu bom này ban cho ta là mỗi bên khác cứ dùng của mẫu bom mình mang tịch để phơi dưới nắng cơ ca sinh mạch cho tới cứ biết khó nhưng chẳng cả ta giống hết cái dân thời của mẫu bom miễn hay muốn tiếp cái dân ai xã phụ ta can lực hồn lại khổ bỏ dưỡng dân ai sáng kệ mơ thường này ha ta dân bỏ cài hàng ai kể chẳng cái dân xã phụ ta can lực hồn lại khổ dưỡng tới ha ồ nhưng bỏ cài chạy chạy nhưng lực hồn chạy chạy chẳng tay ngon cô ta tay hiền cho mình mua ná rồi có tay hiền ở mẫu chi mới nát đại bình thời mình nhồng chẳng nếu quay để con ao từng lúc bắt cuộc nó cứ còn toan dò cứ còn chưa nạp tiền được ăn cứ thời chưa lên thượng này còn tái còn mỗi con mình cũng bắt cuộc nào không như giờ mà lo sai thật tá mua ngay đây vào thời mình dùng còn bắt cọt hay có được dùng băng hai thế dùng sờ lạnh ấy cho nên thời hợp sờ lá cái này cho nên thời của mỗi con mình mà tăng cái này tuổi ca thơ mà cả thính này cái gọi chắc thôi đây còn mỗi sờ lá thượng ái thằng sờ lá thượng ái nó là ồ mà tay dùng thời từ cận mơ từ xưa xưa cho bao dương để quạt hiện nó sờ lá năng mất ta bắt quạt hiện tơ mệt đá từ xưa lúc cũ này cũng mất tất quát squash lá nắng hay quát cực mệt đá thì tôi sẽ lá môi nắng cho nên tôi đã dùng phần mẫu phần mình tận ở hàng hai chẳng như sản phẩm kết hai dưới chờ vô một cái miếng mình nè phụ ấy nhận đại quạt đâu nắm nhận đại quạt đâu là tơ ngon lắm tôi cứ có ở trong ba miếng non hạt miếng non cứ có ở miếng phần miếng đại quạt được hai thử vô mà kết á mình chẳng có khơi mà chở cũng có khổ tay mà cứ sao có ở đâm phần miếng cục chở chẳng bao giờ thì có đâm phần miếng cục chở cứ có ăn những miếng ca sản phẩm chất mà tôi đang coi cứ ấp đi ấp khác kê coi đấy nên ngày nó cứ chia ơi để nhóm trong đam nga ta can bỏ vốn bỏ dưỡng cứ sau khi mỗi cái thời tập một bò miễn sau khi pì cứ dưỡng thở xa xua từ lơ lực khối nặng khối rồi có bò bò đã có thân bắt thứ sáu sau khi bấy cứ dưỡng thở vô một cơ thường này cả ta cơ thường ấy nó cứ sống kháng nhưng cũng chưa là kê tận hơi ca cất nó cứ dưỡng thở ta sẽ mãi chất này của ấy dưỡng ăn ăn vô ca sẽ mãi chất bỏ kê cho nên thở sẽ mãi kết đột này hay cứ dưỡng mãi kết hai cái dưỡng thở nên người spawn hoặc người person được lợi điều mà sẽ mãi chất này ok chà ở cơ bông hay khi nhạc bông cứ bắt lo mình tác ca rồi chừng liền chẳng chẳng xưa bông mới dùng đùa chọc chẳng khỏi bà bông lẽ cả nãy thằng bông miên ở vậy để chưa respond thường ai lắng ở bắt đầu từ đối thường ai chứ trong sự bông hay đấy bạn bông xong lại chật màu sắc sàn đối chiếc sàn gì ô này ok anh đang cái chật để hit point mới nhông chờ do CEO để sao mà nhông sờ lạnh cho bạn một hơi phải là ngày anh đang cái chật the main point mới đúng không để sao tại nhưng nhông thật là cất ha bởi đây nhưng còn phải hiện tại thứ đấy cứ bị up được hai dân vô bị viết pin lên nhỉ mà ba cứ mình tại ca là dân tới phước to những ảnh để dân ai vô bị viết pin lên được cái tha lưu kiện gì mà đâu mình xem là mang khơi mà đó là ngày hay khơi mà đâu mà xem là mang tắt mà đó là ngày chắc mọi người khỉ chúng tôi ca nghe cùng chúng tôi á chịu được non ca là dân thời cha đôi do được không tiền nào cũng cứ viết up khóc như tỷ anh chắc từ đến khoảng những tâm về tôi đang phải cứ đây dân up mang được ăn hoặc tôi viết to lên chắc cứ không những mang cần cả cứ đây mình dân up đăng hay up tác thực tế muốn nó bị apply thì nó hiểu nhưng mà đưa vào tiền thực tế muốn nắng bây giờ khổ thì nó bị thở chọn nắng ta dựng ba mức tốt cái áp thở chọn nắng tiền chân cứ bị ta đã flexible hồi cũng chân lại nó cứ chỉ cho bệnh người đại nhưng có thể nhưng tôi đã cho nên tôi chia sang CEO ở đại bay ai dựng đăng tiền buôn bạn nó cho bắt lột mà nay bảo sao lại nhưng tốt
Tam bất tới mẹ mà chị muốn cứ quạt cơ thể cài hiện sâu và đang cài cái này bây giờ dựng bài cả làm nông cài hiện sâu chứ bây giờ cho các bạn phơi cài nghe tới cái thay cài sản phẩm bánh không biết nó lâu tới tam nó đa chứ là sao dựng up up và đang nông cài hiện và đấy anh ấy nhưng còn tạo về cái thay về ao này ấp nghe mơ thơ gì này ấp nghe sản phẩm cất bạc nhé có tam chân này ấp hiện đại nhưng ấp như vậy ha cài phơi cài nghe và đá hơn là cài sao sao và đá cứ đi lọ chiến cài để sắc sao sao tiền nữa tam cài xoay ngược bằng hình ấp nghe បងប្អូនទាំងអស់បងស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការបង្ហាញនៅផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍មកកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ពិតៗដែលបងបានជួបប្រទះនៅក្នុងស្ថាប័នក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រ CEO ចែកនៅទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យបងទទួលរកស៊ីមានបានក៏ដូចជាមានសម្រាប់កម្មវិធីស្អាតហើយជាពិសេសគឺទទួលបានជោគជ័យគ
ានរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដូចគ្នាដូច្នេះយើងនឹងជួបមុខគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៅទៀតនេះចា៎សូមអរគុណ